sẽ lên màn biểu diễn với một đại kịch bản hay vui mới lạ. Một kịch bản mà chúng tôi rèn luyện suốt 6 tháng trường. Một kịch bản mà chúng tôi đi đến đâu biểu diễn cũng được rất nhiều khán giả quan tâm nhiệt liệt. Kịch bản cải lương hù quạng được mang tên Thần Nữ Giấc Ngủ Linh Kỳ. Thank you.
Thank you.
Trống người đó, tất cả
Hồi chiều sổ huyết lâm ly, con bàn tay càng bao nhiêu, sao có giác cầm vinh xuất trọng. Dạ thưa mẹ, như con đi, lóng hoại thành nghe hạt ưng, trốn xoay đường dưỡng mẫu giặc tinh hoa, dân cư binh khổ đỡ leo bao, cô lệ hát chia về xa tóc, gặp lúc nước nhạc thẩm nhạc, chỉ là con bế một tam thu, có thể đem quân ra bãi xa cư, cô giáo bạc nửa hồn tâm khổ. Tại bao nã của kinh khí tự đất, trí sửng so tháo lượng tự kiêu. Như mẹ đây, quê anh hùng tập nghĩa sĩ biết bao nhiêu. Và còn thả bãi, thả tập thải con. Quan hải nghe lĩnh mẹ truyền, bao chồng còn ăn nghỉ. Để cho mẹ lớn vàng tiểu sử. Dạ thưa mẹ, mẹ kia mất tập vô dụng không chịu nổi giận nữa ba hả? Phải. Con xin nhắc cho mẹ nhớ, như con đi sơ học phí lạnh con gian đem quay thế, bởi kiểu thua làm dưỡng tử minh linh tiếc điều huệ. Dạ dạ, con xin mẹ cho con xúc động. Dạ dạ. Cha trong mặt so tài cao hả?
với chị là chắc lâu tiền. Má mau nét là bên cạnh. Cái mổ đây thì đủ lỗ mà. Rồi ngày mai cái đánh không được. Mai đánh không được thì ngày mốt mình đánh. Nếu mốt đánh không được rồi sao? Mốt đánh không được hai đứa bằng nghỉ đánh. Xe ra. Trời ơi, thơm quá à. Ra. Đi đánh chặt không bà nha. Xịt cho thơm. Thì nghe tao thơm kể tao mới tới nè. Nè, nghe tao nói nè. Thế nè. Chàng ở đâu không sông nước. Phòng chục gió cuốn cương. Nhất định chàng lắm lắm coi nhiên. Muốn biết tên của anh. Muốn biết tên của anh hãy gọi luôn người thật dưỡng mà nghe nè. Như ta đây, ngọt tuy lạnh gian gian quân thế. Kim quy trường thống túc kinh. Chính hòa nương lạc. Ta là dưỡng tử binh linh. Ta họ tiết ứng luôn, biết tử. Tiết ứng luôn. Phải đi. Thank you.
Bây giờ chúng ta tập có hai con tránh được ở đây không? Bây giờ á, bây giờ có hỏi chàng đôi lời. Chàng có giờ hay chưa? Cái thằng kè đó hả, mà nói ba vợ mười tám trước không? Tôi mà tính hả, chắc tuổi mình chắc liền. Bao nhiêu lời ta đây bằng cách, ta với mình chắc chưa biết quên. Hỏi con hỏi là để hình lý do để con cái con nở này nè, trả tiền quan lại cho ông ta.
xúc đầu xúc cổ luôn nè, nghe chưa? Thôi đi, ta nói cho thằng biết, phụng đâu sánh với gạch trong một lũ. Đó, anh cái thiên kỷ bỏ nợ một chút. Nãy thức có trời là biết trời nọ tròn vuông. Tóc, mày có biết này là con tóc không? Con tóc, không phải là con tóc bình thường nữa. Mày là đó, con tóc, không thể nhặt mày chạy đua không cho người. Vậy là con ngựa. Nè, đừng có nói những gì mà làm cho em buồn khổ.
chứ có sáng là sáng tối á. Nuôi em là xấu chán luôn. Anh nghe nào, giờ em hỏi anh nha, hỏi người tên của cậu luôn. Hỏi đi. Anh thấy em sao? Làm mặt là ai cũng biết rồi, chứ không cần anh nói nha. Má, con hỏi má luôn nè, anh hỏi luôn. Thấy em sao, báo má thì nói được. Mặt, chị đóng, đớt má, mặt, mặt đi má, mặt. Giờ em đố anh nha, anh trả lời em, được con đố của em sẽ làm vợ anh không? Sao đừng nói được dễ dãi, trời đố của con đố mà làm vợ hả? Ừ, trời đất ơi, em thương anh dữ lắm luôn rồi đó. Con nói thờ bây giờ chứ 400 không nó khác nha. Đốn cái đâu vợ mà đốn cũng đúng cũng có vợ luôn á. Nói đúng mới có vợ chứ. Phải không? Ờ. Dạ phải không? Anh nha. Sao? Em đố anh trả lời đúng là anh là chồng cộng lòng với em luôn á. Thôi má là xạo không? Sao? Xạo. Biết nhà, biết nhà em có chồng chưa mà dám với chồng đầu lòng, có chồng chưa? Ông già chồng và ông tóc nàng dâu chẳng bằng tình đầu. Ông biết gì đâu, tôi tình tôi tình tôi tình. Xong. Nói. Nó lại cái nó nghe hết hồn nè. Ông già chồng. Ừ. Sao? Tắm cho mày thấu. Thật nó bậy ra, mày đúng cái bậy nha. Không có bậy gì đâu nha. Xấu cái bậy ra, tự nhiên đó, tự nhiên. Ông già chồng mà tắm cho nhập ha chạy không được nữa. Ba đố mẹo mà chứ đâu có phải bậy bạ gì đâu. Chắc không? Thiệt. Nói bậy là má cũng chạy chồng không chịu nha. Trả lời đi. Ông già nói lại nè. Ông già chồng tắm hàng dâu. Rồi em đứng lại nha. Ông già chồng tắm hàng dâu ngon. Cái câu này nó như cái cuốn nó có mèo mèo chắc là à, sao? Lại đi ra cái cây cầu, phải không? Cây cầu đi. Cầu đi. Đúng rồi. Là cây đâu? Hay, hay không? Hay mà, vợ nè. Hay rồi, đặt vợ tôi đi. Khoan. Cái vậy? Chưa nắm tay rồi. Thì không? Cuộc đời chứ chưa nắm tay, gái làm hảo chưa? Vậy giờ đứng yên chỗ đi, đừng có nhúc nhích nữa. Vậy hả? Đứng yên chỗ. Chặt chặt tay cho kỹ không? Đúng rồi. Xè bàn tay ra. Nghe. Nhắm mắt lại. Trời ơi, ở nhắm mắt lại là hùng rồi hả? Ừ, tại người ta ăn gái cái lớn. Anh mở mắt ra xong ta hùng mình được. Phải nhắm mắt lại. Chúng ta này có một chục lứa rồi. Nhắm mắt lại đi nha đồng ơi. Rồi em nhắm mới được. Em đâu? Tôi nói thiệt nha, đỏ mình đừng lẽ đừng có nghe nào, vợ em đưa tay cho nắm nha. Không có ý đó nha. Không có đâu, thật thiệt. Ủa, nào đầu tiên nắm tay trái sao không biết được. Anh nghe nào, em thương anh nhiều lắm luôn. Nhiều. Không ý giờ á. Sao? Anh về à, cũng bàn thang với em nha. Xin. Ủa, tự nhiên tay thì đi về không sao, sao về đường ba mà về tay. Đi về bụng bàn thang với tôi liền. Oh,
Nè, từ nào á, cô nghe cái hiệu á, tôi lấy anh nè.
Cục tát, cục tát, cục tát. Là cục vừa ra, nha. Ờ, ờ, ba tiếp cô vô. Cái gì? Một ngày nó mới nhận hả? Một ngày nó vô. Ai đó, bây giờ á, bây giờ nè, tổng kỳ vào trong lớp kỳ chứ tiếng ấn luôn. Từ khi nào tôi nghe tiếng nhận đấy là tôi chạy vô phải không? Ôi. À, lệ nha, tôi đứng ngoài trời lời nha. Đợi bên dưới tới nha. Cái này giờ có mặt không? Cậu ngồi đi, cậu ngồi đi. Cậu ngồi đi, được có giá rồi, mình là có giá rồi cậu. Tức nhiên cậu là có giá chứ. Mình và con trai là mình phải có giá. Đó, cậu ngồi đi, để xe cho cậu. Quên. Cậu làm luôn cho. Cậu làm ai luôn hả? Cô nhường cho hai người làm luôn hết rồi. Đó.
Dạ. Em là thần bùn. Nhả hông chăng nha bà. Nhả ra đặt xuống luôn, nhả ra. Dạ cho nó điện. Dạ. Em là thần. Em là thần nữ. Thần nữ à? Vào đây nghe để làm gì? Dạ để. Để làm gì? Dạ để. Để làm gì? Dạ để. Để quên nó. Em 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 quên nó. Con bạn đứa. Nè. Dạ đây. Nè. Cậu nuôi em ăn cái em mập cái mai em. Cậu giờ em nói là em làm mai làm mối với cậu về thần nữ thì cuối cùng em nói gì vậy? Trời ơi, em đừng có heo cho cái suối em cứ nói em quên cái suối đừng có lộn làm được không? Thôi đứng lại đi. Được. Dạ để. Dạ để. Ấy. Ý là làm gì? Ấy. Ấy. Làm gì? Làm gì? Ấy. Xin muốn nấu kẹo. Muối mà để nấu kẹt à? Không chê. Mẹ đây. Em làm mắt là mỗi cái kiểu gì mà em bảo vô đây xin muối mà để nấu chè làm sao? Ai coi làm quá không rung? Rung. Rung. Rung mà. Rung quá. Làm lại. Lại. Mày cho có sáng quá. Nữa. Giờ. Mà không phải gì nữa trơn á. Ba đi em. Bây giờ không phải chưa? Tổng kê. Ờ. Thần nữ bảo đánh à? Đánh thì đánh, ta đây đâu có sợ ai. Vào đây đánh làm gì? Vào đây đánh. Đánh luôn. Đánh ta. Được. Đây. Đây là con đánh. Trời ơi, con muốn chồng tôi nhỏ nhẹ thì đâu có chịu. Bây giờ tôi nóng lên rồi, tôi đánh. Tổng kê. Giờ mình đánh như ngày mai đó. Tổng kê. Làm trọng tài. Không, trọng tài chứ không. Làm trọng tài. Phải. Ủa rồi là cả chống đá và chống cho cả chống đá là hai người rồi. Chống tay, biết đó. Đúng không? Đúng. Nghe hỏi nha, cậu. Sao này em đứng ở giữa đây nè. Em đếm. Chết chồng chứ không chết một luôn nha. Kiểu này nó đánh chồng. Thôi tự muốn vậy đi, đổi cho đổi. Ủa? Con gái tôi tưới thì nó bay, tưới cái chảo, nó bay thì cũng chết. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Rồi nó đạp cái chảo đi mặt không được đâu. Ủa? Mẹ cho tôi đánh sắc kỳ á hả? Trời ơi. Mà đi cái này ăn gì không? Trường tôi. Ơ, cái cây. Mà đi đâu? Cái đồ đồng của bà. Không. Nhà làm lại nha. Em rồi đi chân ngát cho người ta đánh. Ai kia mà đã hai người đi đứng dưới giữa chị. Ờ. Ờ. Nếu mà nhảy lên bàn nha. Nếu mà nhảy bàn phải không? Một. Hai. Nhảy. Hai chân chân.